chép từ con Sony D3000 phiên bản kỷ niệm 30 năm thành lập Sony, với một cái thiết kế phong cách của nó cổ điển châu Âu bởi nhà thiết kế người Ý Giugiaro. Đây, hai cái má gỗ hai bên bóng bẩy hổ phách các bạn nha, và má gỗ này rất là dày, do đó nó tạo cân nặng cho cái thùng của chúng ta lên đến 11,5 kg. Bên cạnh đó là thùng này là một cái thùng gỗ nguyên khối nữa các bạn. Ba con ở bên dưới chân lưới ra thì chúng ta sẽ thấy được nguyên một cái thùng gỗ của nó xuyên suốt luôn. Và hai cái loa toàn giải ở đây, cũng như là cái bass 12 và cái lỗ thông hơi gọi là khá là lớn nha. Nhìn kỹ vào thì các bạn sẽ thấy được gân này là gân vải, và cái cấu trúc cái màn loa này giống y chang những cái dòng Bose luôn. Bose đó các bạn, những cái loa xí ngầu của đó, cái màn loa, cái cấu trúc mũi loa cũng y chang luôn các bạn nha. Định trong một cái thùng bằng gỗ xuyên suốt từ trước ra sau, đó là một cái thùng gỗ các bạn nha. Và sau đó nó được ốp hai cái má gỗ này vào hai bên cạnh của hai bên cái thùng loa, để đây, thứ nhất là trang trí, thứ hai là giảm chấn, giảm rung cho cái phần loa của chúng ta. Và các bạn thấy cái màu hổ phách này nó rất là độc đáo luôn các bạn nha, và không thể thay thế. Bên cạnh đó là một cái thiết kế, cái phần ở trong này là phần CD bằng một cái nắp che, ở bên trong là một cái mặt gương với dòng chữ là Music Reference. Chút nữa mình sẽ quay lại với cái dòng chữ Music Reference này. Bây giờ chúng ta đi một cái dòng tham khảo cái thiết kế bề ngoài của cái con Sony D3000 bản Celebrity kỷ niệm này các bạn nha. Bản kỷ niệm là một bản thiết kế số lượng có hạn, đã gọi là kỷ niệm thì đó là một cái dòng cao cấp nhất và tinh túy nhất của hãng tại thời điểm ra mắt, được trao chuốt từ cái phần thiết kế bên ngoài đây, giống như là của khắc viết một cái dòng tên của cái người thiết kế ra nó luôn. Bên cạnh đó là cái chất âm đã được nghiên cứu rất là kỹ lưỡng để mà đưa ra một phiên bản kỷ niệm, và những cái linh kiện được sử dụng để lắp ráp là những linh kiện cao cấp nhất của hãng tại cái thời điểm đó. Ở phía sau là trạm, chúng đây là trạm AV, trạm này là trạm nhận, còn kế bên là trạm xuất để các bạn xuất cái CD ra, và hai trạm này đều được mạ vàng hết các bạn nha. Đó, cho cái điểm kết nối tốt nhất cũng như là khử nhiễu luôn. Còn đây là phần anten có AM, FM, nhưng mà FM dải nó hơi ngắn. Nói chung là cũng mang tính chất trưng bày cho các bạn, nó dải ngắn tới 90 MHz thôi. Ở bên đây là cái phần chỉnh bass. Đây, bass các bạn nha. Ở giữa là cân bằng, hoặc các bạn có thể giảm lại hoặc bạn tăng lên. Đó. Con này có thiết kế bass này thì nó khá là giống với dòng Bose 1210, 1310 vân vân. Cái phần trung âm và phần treble, hai cái loa toàn giải này nè, là được cố định cái âm thanh mà Sony mong muốn là nó được cố định rồi. Còn cái phần bass chúng ta thì nó sẽ được tinh chỉnh bởi cái phần cái nút vặn ở phía sau đó. Đấy. Âm thanh của con này đặc biệt sáng và rất là trong trẻo. Nhưng các bạn không sợ thiếu bass bởi vì cái âm trầm nó được đặt một cục sub riêng, và cái thùng này là một cái thùng gỗ xuyên suốt, và nó được cố định hai cái má gỗ dày bên ngoài, vừa trang trí và vừa giảm rung cho cái phần bass của chúng ta. Do đó bass chơi rất là khỏe khoắn, nhưng mà cũng không có bị ù, không hề bị ù và kéo đuôi các bạn nha. Thiết kế con này bề ngang là 51 cm các bạn, chiều sâu là 24 cm, tính luôn phần lưới này ha, còn chiều cao tính luôn phần nút này
là 21 cm, bao gồm cái phần chân ở bên dưới. Con này có bộ chân cũng khá là dày và cao, là bởi vì nó khá là nặng, 11,5 kg luôn các bạn nha. Và mình sẽ hướng lên trên để các bạn có thể nhìn được cái phần chân của nó đây. Cái phần chân của nó rất là lớn, đường kính lớn và xung quanh nó ốp cao su mềm, và phần chân cũng vậy, để mà nó giảm rung cho cái phần thùng của chúng ta. Đó. 11,5 kg các bạn nha, rất là nặng. Con này ngoại hình đẹp, và đặc biệt là cái màn hình của nó. Con này nhiều cái dòng Sony này nó hay bị cái vấn đề về màn hình, là màn hình nó sẽ bị mờ hoặc là không đồng màu. Nó có hiện tượng một cái đốm tròn bị ố đó, nhưng mà cái dòng này thì nó còn sáng rõ ràng luôn. Bản thân cái người Nhật họ bảo quản trong một cái môi trường rất là kỹ lưỡng. Và các bạn hãy quan sát kỹ lại cái màn hình, cũng như là đây, cái từng cái nút của chúng ta, cái xung quanh cái kiềng màu vàng này, hoặc là cái màu này phủ sơn vàng này, nó còn óng ánh là đẹp luôn nè. Nó không có bị lên tan, nhưng cũng bị không bị mất màu. Cái nút âm lượng chính nằm bên này, bên tay trái, và nó có cái đèn LED để các bạn có thể dễ dàng định vị. Còn nút này là nút qua bài, lùi bài, cũng như là chuyển qua FM, AM thì nó sẽ chỉnh đài nha. Cổng line ở đây, thì cổng line này các bạn, mình đang kết nối với một cái hộp Bluetooth và chơi nhạc không dây qua điện thoại. Hộp Bluetooth đây khá là quen thuộc, mình sẽ test khá là nhiều rồi. Chuyển qua cổng line thì nó sẽ hiển thị cái đồng hồ giờ, để các bạn có thể chỉnh giờ tùy thích nha, bằng những phím trên này. Ở đây là cổng tai phone mạ vàng luôn nè. Chúng ta sẽ mở cái mặt này lên thì các bạn thấy được bên trong đây là một cái mặt gương rất là đẹp nha. Và đây là phần CD, một cái đĩa nhạc chép đọc rất là tốt luôn. Đó, một cái nắp nè, nắp trong suốt ha. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái music reference, cái dòng chữ ở đây nè các bạn. Nè, cái dòng chữ này nha các bạn. Đó. Tham khảo chi tiết cái kỹ thuật của nó thì con này, cái dòng chữ này rất là đáng giá nha. Bởi vì cái phần CD này này ở đây, các bạn sẽ thấy được thêm một cái dòng chữ là 8 A-time là 8 lần. Có nghĩa là con này nó lấy mẫu tới 8 lần. Nó lọc đi lọc lại 8 lần thay vì là 1, 2 hoặc là 4. Thì con này lấy mẫu là 8. Cái phần CD của con này cho một cái chất âm gọi là dòng CD Pro á. Nếu các bạn tách một cái đầu CD ra thì cái đầu CD này khá là đắt tiền. Nó đọc và nó xuất tín hiệu cho cái bộ xử lý âm thanh ở đây chơi ra trực tiếp luôn. Hoặc là nó đọc xong sau đó nó xuất tín hiệu cái cổng AV nãy mình có nói với các bạn á. Đây là các bạn, đó xuất ra cho một cái âm ly khác để chơi tiếp. Cái phần CD này thì con CD này đọc rất là hay, âm thanh nó rất là nét, siêu sạch luôn. Cái chuẩn 8 lần đó lấy mẫu là cái chuẩn giống như chuẩn phòng thu vậy các bạn nha. Đây là thông tin tìm hiểu rất là chi tiết cho những cái trang của Nhật. Đó, tại vì mình rất là thắc mắc về cái vấn đề A-time và music reference này nên mình tìm hiểu rất là kỹ. Và vào trang của những trang của Sony các bạn cũng sẽ thấy được cái công nghệ mà họ mang lại cho người tiêu dùng.
giá thành cực kỳ phải chăng? Công suất con này bằng một con mini đại hoặc là cỡ như một con xe trung vừa, nhưng mà cái âm thanh của nó là phải gọi là cực kỳ nét. Và đây là phiên bản kỷ niệm của Sony nha, phiên bản số lượng có hạn, nên các bạn vừa chơi vừa trưng bày và vừa là một cái món hàng là siêu tầm nữa, mà với giá thành rất là phải chăng. Và nó không có nhiều đó các bạn, thật sự là nó không có nhiều, tại vì giá thành xuất xưởng của nó rất là cao ở bên Nhật. Hiện tại là để kiếm được món hàng đẹp và chuẩn của những cái dòng Sony, dòng Series D này cũng rất là hiếm các bạn nha. Không phải là không có, nhưng mà thật sự rất là hiếm các bạn. Và chuẩn luôn, Series con này đọc còn rất là tốt. Chúng ta trở lại với nhạc qua cổng line đi ha. Cổng line. Trong lúc mình chỉnh thì mình để các bạn nghe nhạc qua CD tiếp. Bài số 2. Nếu không lầm là bài Người Tình Mùa Đông. Chuyển qua cổng line và tiếp tục. Bluetooth thì nó luôn kết nối với điện thoại sẵn rồi, các bạn chỉ cần kết nối lần đầu, những lần sau thì nó sẽ tự kết nối rồi, nên các bạn không cứ mở ra là chơi thôi. Những sông đó, em hay đi qua, các bạn có thể điều chỉnh cái âm trầm ở phía sau các bạn nha. Chờ sẵn lâu rồi, bóng sáng đó tôi hay theo sông. Phương Phương Thảo YouTube. Sao bóng bỏ đi rồi, một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biến khóc âm thầm. Dồn tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sông đen không bên bờ. Những phiên đá trong năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay trời đất hàng mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay sống đã phai rồi. Cho tôi xin con sao chỉ dô bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin con sao hãy dô hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Cái Bluetooth nó rất là nhanh, không có độ trễ, cứ thao tác là nó chạy thôi các bạn. Và ở phía sau đây các bạn nhìn rõ hơn, đó, cái trạm kết nối của chúng ta, cổng line và chỉnh được phần bass ở đây, mà mình đang để cân bằng luôn, không có chỉnh thêm nữa. Tùy vào cái phần, cái diện tích phòng, tùy vào cái sở thích của các bạn mà các bạn tinh chỉnh. Còn ở đây thì các bạn thấy được Linh, cái phần ốc này nó còn rất là mới, cũng như là cái phần vẻ ngoài của nó rất là ok. Còn đây là hai cái má gỗ, các bạn thấy rất là hoành tráng luôn. Nhìn ở ngoài các bạn sẽ thấy rõ được hơn cái vân hộ phách này nha các bạn. Nếu các bạn thử để phòng khách thôi, vừa thưởng thức nhạc liêu riêu mà vừa trưng bày nữa, thì khách ghé xem, ghé nghe thì sẽ cảm nhận được sự khác biệt mà con Sony phiên bản kỷ niệm Made in Japan này mang lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình các bạn nha.